Hôm nay, dù thế nào tôi cũng phải nói với bạn ba sự thật lạnh lùng về cuộc sống. Thứ nhất, bạn có thể đăng xuất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Không sai, bạn có thể biến mất bất cứ lúc nào và rời khỏi trần gian mãi mãi. Mọi thứ bạn sở hữu sẽ ngay lập tức không còn thuộc về bạn nữa. Vì vậy, hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng, trân trọng nó. Bạn phải biết rằng, sự sống mỏng manh như ngọn nến trong gió, không biết khi nào sẽ tắt. Có thể một giây trước bạn còn đang lên kế hoạch cho tương lai, giây sau bạn đã đối mặt với sinh tử. Đừng nghĩ rằng cái chết còn xa, nó có thể đang đợi bạn ngay ở góc đường kế tiếp. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, nhưng thời gian trôi qua như dòng nước, một đi không trở lại. Bạn không bao giờ biết mình còn bao nhiêu thời gian, có thể là ngày mai, có thể là phút tiếp theo, ai biết được. Nhưng kết quả đã được định sẵn, chúng ta cuối cùng đều sẽ rời đi, và thế giới sẽ xóa sạch dấu vết của chúng ta, không ai còn nhớ đến chúng ta nữa. Thứ hai, không có ai đáng để bạn quan tâm hơn chính bạn, kể cả cha mẹ hay con cái bạn. Họ rồi cũng sẽ rời xa bạn, và bạn sẽ phải một mình đối diện với tuổi già. Vì vậy, hãy luôn đối xử tốt với bản thân mình. Cha mẹ sẽ già đi, con cái sẽ lớn lên, họ đều có con đường riêng của họ. Bạn không thể coi họ là tất cả của mình, bạn mới là chủ nhân của cuộc sống mình. Đừng luôn hy sinh bản thân cho người khác, rồi cuối cùng nhận ra không ai đối xử với bạn như vậy. Bạn phải học cách yêu chính mình, vì chỉ có bạn mới đồng hành với bản thân suốt cả cuộc đời. Thứ ba, đừng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về bạn. Càng đừng để những quy tắc truyền thống ràng buộc bạn. Tất cả những điều đó chỉ lừa dối những kẻ ngốc mà thôi. Chỉ cần bạn hạnh phúc là đủ. Cuộc đời ngắn ngủi thế này, đừng lãng phí dù chỉ một chút thời gian vào những người hoặc việc không đáng. Chỉ cần bạn muốn, hãy sống theo cách bạn thích. Bạn sống trên đời không phải để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Ánh nhìn của họ không quan trọng. Quan trọng là cảm nhận của chính bạn. Nếu bạn luôn để ý đến cái nhìn của người khác, bạn sẽ đánh mất bản thân và sống rất mệt mỏi. Những quy tắc truyền thống chỉ là gông cùm của quá khứ, không nên hạn chế tự do của bạn. Một ngày nào đó tôi chợt hiểu ra, con người rồi cũng sẽ chết. Đây là sự thật không thể tránh khỏi. Cuộc đời chúng ta tưởng dài, nhưng thực ra chỉ là vài chục năm ngắn ngủi. Thời gian giống như những ngôi sao băng vụt qua bầu trời, trôi qua rất nhanh. Chúng ta không biết mình sẽ rời xa thế giới này khi nào, có thể là rất sớm, hoặc có thể là lâu sau. Nhưng dù khi nào, kết quả cũng giống nhau. Chúng ta sẽ biến mất và bị thế giới lãng quên. Nghĩ đến đây, tôi buông bỏ hết những gánh nặng, áp lực, sĩ diện, những mối quan hệ phức tạp, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tôi đến thế giới này chỉ để trải nghiệm, ngắm nhìn phong cảnh, tận hưởng cuộc sống. Tại sao phải làm mình mệt mỏi như vậy? Trong đời, thứ khó buông bỏ nhất là tình cảm và tiền bạc. Vì tiền mà chúng ta làm việc quần quật, vì tình cảm mà chúng ta dốc lòng dốc sức. Nhưng cuối cùng, tiền không mang đi được, tình cảm cũng chẳng giữ lại được. Người mà bạn từng chân thành đối đãi, có thể sẽ rời bỏ bạn chỉ vì một chút lợi ích. Đừng buồn, đó là cuộc sống. Những gì mất đi vốn dĩ không thuộc về bạn. Duyên đến thì hãy trân trọng, duyên đi thì hãy buông tay. Có những người, dù bạn đối xử với họ tốt đến đâu, họ cũng có thể phản bội bạn trước cám dỗ của lợi ích. Đừng tức giận, đó là sự lựa chọn của họ. Cuộc đời chỉ là một phép trừ, sống thêm một ngày là mất đi một ngày, gặp thêm một lần là ít đi một lần. Vậy hà tất phải phiền muộn vì những người như thế? Khi so đo, hãy nghĩ đến việc con người sống một đời, cuối cùng rồi cũng sẽ về hư vô, sao phải tính toán làm gì cho mệt mỏi. Hãy dành thời gian cho những người và việc tích cực, vui vẻ. Có phải tốt hơn không? Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, vươn vai một cái, bạn nên cảm thấy vô cùng may mắn vì đã sống thêm được một ngày. Ngày hôm qua đã qua, ngày mai thì chưa chắc chắn, chỉ có ngày hôm nay là thuộc về bạn. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, đừng lãng phí thời gian vào những người và việc vô nghĩa. Vì vậy, đừng tức giận khi người khác không công nhận bạn. Đừng bận tâm những chuyện đã qua, cũng đừng lo lắng cho những việc chưa tới. Bạn chỉ sống trong hiện tại, làm tốt từng việc ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Trong cuộc sống sẽ luôn có những người không hiểu bạn, phỉ báng bạn, đo lòng bạn bằng giả tiểu nhân. Đừng buồn, đó là sự ngu ngốc của họ. Bạn buồn vì sự ngu ngốc của người khác thì mới thật là ngốc. Cũng giống như con voi không quan tâm đến sự thách thức của con kiến, bạn cũng không cần bận lòng về những suy nghĩ của những kẻ không quan trọng. Từ bây giờ, hãy đi con đường của mình, để người khác nói gì thì nói. Hãy nhớ rằng, cuộc đời bạn chỉ có một, và bạn xứng đáng sống một cuộc đời đáng tự hào.